alo, hello mọi người, chào mừng mọi người đến với channel tùy biến game. Hôm nay mình sẽ có một video ngắn, uh, một video thông báo. thì uh, tại sao mình không chơi ARK nữa? Uh, đối với ARK máy tính thì do máy của mình đang bị hư, vậy nên là mình không chơi được nữa và mình cũng chưa sửa được máy, ok? thì uh, thợ nên đó là lý do mình không chơi được ARK máy tính nữa. còn đối với ARK mobile thì gần đây có một cái tin đó là ARK mobile trên cửa hàng uh, Google Play nó bị xóa rồi không tải được nữa, thì cái tin này có vẻ là thật. thì bây giờ mình sẽ đi kiểm tra. thì uh, đây ha, đây là cái trang uh, mình không biết nữa nhưng có vẻ đây là trang chủ của ARK. thì đây là cái phần ARK Mobile. thì uh, mình sẽ vào uh, cái phần uh, Google Play. thì nó thông báo là nó bị uh, nôm na là nó bị mất rồi nhá. có vẻ như là cái game này nó bị mất ở trên uh, Google Play rồi đó nó báo ở đây là không tìm thấy. Còn nếu mà mình vào cái Apple Store tức là phiên bản dành cho iPhone ấy, thì nó vẫn còn. đó nó vẫn còn nha mọi người. tức là trên mấy cái máy Android ấy, thì cái game này nó mất rồi nó không tải được trên Google Play. còn đối với mấy cái máy iPhone ấy, thì vẫn tải được trên Apple Store. đó nó vẫn còn nguyên luôn thì cái này mình cũng không biết gì nhá, cái này mình cập nhật tin cho mọi người thôi. không có nhiều bạn thắc mắc là... thì hôm nay là mình thông báo luôn. có vẻ như là lý do nào đấy từ phía nhà làm game thì cái này mình không biết, tại vì mình cũng chỉ là người chơi thôi các bạn. còn mình sẽ nói thêm một vài điều về phiên bản ARK Mobile. thì đây chính là cái trang Facebook chính của họ. thì cái trang này là trang chính thức nhá, không phải trang giả hay là trang fake. trang này là 219 người lượt thích. 232 người theo dõi. Thì cái bài đăng gần đây nhất, bài đăng gần đây nhất là từ ngày 21 tháng 6 năm 2022 thì năm nay đã là 2023. Tức là cái bài này đăng gần đây nhất là từ năm ngoái rồi. Các bạn có thể hiểu đơn giản là cái game này họ đã họ đã không quan tâm nữa rồi, kiểu như là cái game này nó chết rồi. Đó, cái game này chết rồi, chỉ có điều là nó đang uh, uh, Mình phải nói sao nhỉ? Cái game này nó chết rồi, có điều là các bạn vẫn chơi được. Các bạn vẫn có thể tải nó trên uh, trên trên uh, iPhone, còn gần đây nhất là mấy cái máy Android thì nó không tải được nữa, còn lý do tại sao thì đó mình vừa giải thích rồi, nó không mình không biết. Đó, thì cái game này là họ đã không cập nhật bất kỳ cái điều gì đây là cái dấu hiệu cho thấy là cái game này đã chết và họ có vẻ như là họ sẽ không cập nhật hay là sửa lỗi gì nữa mình nghĩ là cái game này sớm muộn gì nó cũng sẽ đóng thôi còn cái phiên bản một số cái tin tức bảo rằng là sẽ có phiên bản ARK Mobile mới nhưng mà sẽ là vào năm sau thì năm nay là 2023 thì năm sau là 2024 còn cụ thể vào thời gian nào thì không ai biết còn nếu mà các bạn nghe ở đâu đó là có ai nói là sẽ ra mắt vào ngày bao nhiêu thì đó là tin giả nhé đó là tin giả còn nếu mà các bạn lướt qua những cái bình luận ở trên này nhé đây mình sẽ vào phần bình luận thì uh, các bạn có thể tự vào đây các bạn đọc thì uh, trong này hầu hết đều là những cái yêu cầu như là yêu cầu phải cập nhật, yêu cầu phải sửa lỗi và rất nhiều yêu cầu ờ uh, uh, gì mình có tin nhắn, có rất nhiều yêu cầu uh, than phiền nha, rất nhiều yêu cầu than phiền và việc uh, bị hack. Cái game này đối với các bạn mà chơi offline, chơi một mình thì uh, chúng ta không 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 nói làm gì nhưng mà đối với những cái người họ chơi uh, server online đặc biệt đặc biệt là PVP nhá. Thì cái game này rất là nhiều hack thì nhiều bạn bảo tại sao mình không chơi PVP tại vì thứ nhất là do mình gà, thứ hai ý, là do cái game này rất nhiều hack. Các bạn vào server online mà PVP á, nó hack. Nó hack và các bạn vào đấy chỉ có ăn hành thôi. Ở đây thì có một cái bình luận đó là Một cái người họ nói rằng là cái game này tối ưu rất là kém Điện thoại của anh này rất là mạnh Nhưng mà chơi cái game này thì nó bị giật lag Khi mà bật âm thanh lên thì rất là lắc Nhưng mà nếu mà tắt đi thì nó rất là mượt Nhưng mà nếu mà chơi game mà tắt âm thanh đi thì nó sẽ không có gì hay Cái này là mình đọc tóm tắt nhé Đây cái bình luận đây này một số người họ mua cái gót con le son mua bằng tiền thật á nhưng mà sau khi mua thì uh, bằng một lý do nào đó nó bị biến mất và anh này anh ấy muốn uh, khôi phục mua hàng á nhưng mà cũng không có khôi phục được tức là mất tiền mua gót nhưng mà không có gót để dùng à, anh này anh đang lên đây thang phiền này anh này thì đang uh, vui lòng sửa lỗi cho trò chơi a à, sửa sửa lỗi uh, trò chơi cho S22 S22 chắc là máy Samsung này xóa game sớm đi bạn ơi ok trò chơi đầy lỗi nhưng vẫn tung ra hầm ngục mới đó ok đây có một người cho rằng là trò chơi di động nào mà không có lỗi chứ thì một người khác thì họ phản bác rằng là nhưng cái vấn đề của cái game này là Mỗi lần cập nhật thì nó lại lỗi tợ hơn Chứ không tốt hơn Tôi đã chơi trò chơi này Một thời gian với con của tôi Ok ok Anh này anh cho rằng mỗi lần cập nhật là lại càng ngày càng lag Một người khác họ nói rằng là Không phải là hầm ngục tối mới Họ đã tái chờ các cái hầm ngục Họ đã tái chờ các cái hầm ngục cũ À, tức là kiểu cái hầm hầm cái hầm ngục mới nó không phải là mới các bạn, thật ra nó họ đang xài lại mấy cái hầm cũ. À ok ok. Anh này thì anh bị hack và anh đang lên đây uh, nói rằng là ai đỡ, ai đó có thể nói máy chủ của tôi trên ARK Mobile không có tin tặc tin tặc là hacker đấy các bạn đây mình sẽ qua một cái bài đăng khác nhá tại vì cái bài đăng này là họ nói về việc là cập nhật cái hầm ngục bài đăng này từ năm ngoái rồi mình sẽ đến một cái bài đăng khác đây là bài đăng cải thiện chức năng Android 12 này nói chung là mình sẽ vào đây xem họ nói gì các bạn có thể tự vào đây đọc ở đây mình sẽ lượt một số cái bình luận nào có vẻ hay ho mình sẽ đọc lên à Oh, đài, 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 đài. cái này là cái nên đọc cho mọi người biết này. Không có một cái máy chủ nào an toàn trước hacker. Chúng thậm chí còn xây dựng được trên không chung trên obelisk. Obelisk là mấy cái trụ trong game các bạn ạ, mấy cái trụ xanh đỏ. Xanh màu xanh, màu đỏ, màu trắng. Anh này anh bảo là cái máy chủ nào cũng bị hack cả và mấy thằng hacker là nó sẽ xây được nhà cả trên mấy cái trụ đấy gian lận hoàn toàn trắng trợn thực thực sự rất là tồi tệ ô vẫn là những cái kẻ gian lận trong trò chơi họ đóng giả làm quản trị viên và họ có thể phóng tên lửa vào căn cứ của tôi từ khoảng cách 2 in thậm chí là không thở làm tổn thương anh ta tức là anh này anh bạn đang bảo rằng là mấy cái thằng hacker ấy, là nó bắn tơ lửa vào nhà anh này trong ARK mà mấy cái thằng đấy nó bắt tử các bạn ạ thành ra anh này anh ấy không làm làm bị thương được mấy cái thằng hack anh đấy đang lên đây anh thang phiền thì đấy nói chung là cái game này giờ nó chết rồi các bạn ạ cái game này nó đơn giản là nó bị uh, mà cũng hơi khó nói ấy, em ạ tại vì <laughs> game vẫn chơi được vẫn tải vừa chơi được nhưng mà mình cứ bảo chết thì nghe nó cũng hơi nó cũng hơi sai xa nhưng mà mình mình sẽ giải thích uh, nói sao nhở uh, cái game này nó chưa chết nhưng mà đang trong cái quá trình ranh uh, giới giữa sự sống và cái chết nha <laughs> đang hấp hối đó thì nói là như vậy ok chứ còn game vẫn đang nhiều người chơi vẫn đang tải được thì cứ mồm cứ bảo chết thì nghe nó vớ vẩn quá thì cái game này đang ở trong cái giai đoạn có thể nói là giữa sự sống và cái chết nó sắp khoảng rồi nên là anh em xác định luôn là cái game này hết cứu rồi ok hôm nay thì video này của mình thì mình thông báo đến đây thôi bye bye mọi người bye bye